Mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Sáng hôm nay thì em đi ngang trên đường Bình Trị Đông như đất mới nha cô chú anh chị và các bạn. Thì tại địa chỉ đó là 363 Bình Trị Đông đất mới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Thì chia sẻ đến cho quý cô chú anh chị và các bạn một cái xe xôi. Dạ. Xe xôi rất là hấp dẫn. Đây xôi đây. Xôi mặn nha. Xôi mặn, xôi ngọt. Hấp dẫn lắm. Chị bữa nay thời gian mình bán từ mấy giờ chị? Vô chừng à. Vô chừng hả? Dạ. 15 đây có ai à? 15 không có ai hết á. Có kéo đâu. Có hả? 15 có không để. 10 của chị đây nè. Đem coi gì? Rồi rồi rồi, đợi chị xíu xíu em. Số nhiêu ạ? 15 bao nhiêu đó. Để mấy gì? Rồi rồi, đầy đủ bên đó. Không số 15 đầy đủ lắm. Thường tầm khoảng 6 giờ là bắt đầu là chị đã bán rồi. Nhưng cô chú anh chị và các bạn cho đến hết. Bao nhiêu? Bắp đường đầy đủ hả? Bắp đường đầy đủ hả? Rồi. Đường riêng.
làm trước đó cô chú anh chị, làm trước đó, khách tới là có liền hả, trước mấy hộp. À, đây là cải sa mấu, cải sa mấu. Đây là hành phi của ba tê. Đây là đậu phụng nha, đậu phụng đời đường gà bông trứng. Quay cái thứ bảy chứ, thứ bảy là ấy không chị em? Cháu luôn dạ. Thứ bảy là học sinh nghỉ á. Đúng rồi dạ, thứ bảy là học sinh nghỉ. Địa chỉ của chúng ta đó là 363 Bình Trị Đông nha cô chú anh chị. Bình Trị Đông đất mới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Đó. Hôm nay chia sẻ thêm cho cô chú anh chị và các bạn một địa điểm về xe xôi. Dạ. Xôi ngọt nè, xôi mặn nè. Rất là hấp dẫn bình dân. 10, 15 một hộp. Bắp. Bắp là tôi ngọt.
đi đậu. Pro. Hôm nay em đi ngang qua đường Bình Long rất mới nha anh chị và các bạn. Thì xin chào đến cô chú cô chú anh chị và các bạn. Một địa điểm về xe xôi bình dân lắm. 10.000, 15.000 dạ. Rất là bình dân ở tại khu vực quận Bình Tân. Nếu có dịp cô chú anh chị và các bạn mình đi ngang qua đây vào mỗi buổi sáng thì mình ghé mình thưởng thức nha. Dạ. Bye bye. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của em.